Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, nhấn đăng ký để cập nhật clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ cập nhật lại thông tin từ VR Lesai, là một tin tức anh em nào đang KYC thành công nha tất cả anh em. Còn những anh em nào mà chưa KYC thì cố gắng KYC đi. Từ ngày 5 tháng 7 tất cả anh em sẽ nhận được quyền lợi thêm là 100 đô tính bằng cổ phiếu trái biết nha tất cả anh em. Thì ngay bây giờ thì VR Lesai nó cập nhật là chúng tôi chương trình trước ngày 15 tháng 7 tất cả chúng tôi đã xác minh hơn thực hiện KYC chương trình quảng cáo. Chúng tôi bắt đầu kiếm tiền nhanh từ việc quảng cáo, nghĩa là từ ngày 15 tháng 7 là VR Lesai nó sẽ ra một cái dành cho 3 triệu thành viên nào mà KYC từ ngày 5 tháng 7 có thể được xem quảng cáo và nhận tiền nha tất cả các bạn, và có thể rút tiền về được. Rồi nó sẽ còn nói thêm là chúng tôi sẽ tiếp cận thêm 2.000 thành viên nữa trong vài tuần tới nữa nè các bạn. Thì hiện KYC của mình nè, bạn cũng có thể nhận được cổ phần tương lai của mình đáng giá rất nhiều so với KYC. Vì vậy bạn thử để giành chiến thắng bằng cách hoàn thành KYC của nó nghe tất cả các bạn. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều tin tức tuyệt vời, trong khi đó chúng tôi chúc bạn có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Như vậy là VR Lesai này, một cái lộ trình của nó đi theo một cái giữ đúng một cái lời hứa của nó nghe tất cả các bạn. Như vậy là mình ấy. Còn tất cả anh em vào đây mình xem trang theo trang Instagram của nó nè. Mọi thắc mắc gì tất cả các bạn và anh em không hiểu thì có thể support bên Instagram của nó. Còn hiện tại vì số cộng đồng quá trời tham gia nên lượt nên cái thầy word của nó với cái trang Facebook của nó bị hơi bị lỗi chút xíu nha tất cả anh em. Và tất cả anh em sau khi hoàn thành KYC thành công thì ngày 15 tháng 7 VR Lesai nó cho các bạn thêm quảng cáo. Đây là tiền quảng cáo hàng năm của tất cả các bạn là 16.000 đô la nha tất cả các bạn. Tùy theo tất cả các bạn xây hệ thống ghép của bạn. Đây thì mình có cái hệ thống ghép của mình rất là lớn mạnh nha tất cả các bạn. Đây thì tiền thưởng cho lối sống hàng tháng này thì nó chưa có kích hoạt. Hiện tại cái chương trình tiền thưởng cho lối sống này nó sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Còn Epic hiện tại đội của tôi phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi anh em bấm vào đi, đội của tôi nè. Hiện tại trên tất cả cộng đồng mạng của VR Lesai đã đạt được là 15.419 thành viên nha tất cả anh em. Một con số rất là khủng khiếp luôn. Wow. Còn anh em còn anh em làm video, tại vì video của mình hơi mờ các bạn xem không rõ thì mình để cái video của bạn Thành ở dưới cho tất cả các bạn xem, và bạn Thành sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn KYC luôn nha tất cả các bạn. Thì trong vòng ngày 5 tháng ngày 10 tháng 5 nha tất cả các bạn. Ngày 5 tháng 7 nha tất cả các bạn. Đây là một cái cơ hội thu nhập những và tuyệt vời luôn nha tất cả các bạn. Mình thì khoái chơi những nguồn thu nhập nào mà ai cũng ước mơ như tất cả các bạn, kể cả những người mà chay đơ chay bo luôn tất cả các bạn. Chương trình lối sống, chương trình quảng cáo rất là ngon luôn nha tất cả các bạn. Bạn nào không biết thì đăng ký, thì mình cũng có để một cái phần link cái video cho tất cả các bạn xem mà đăng ký luôn nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Khi nào có thông tin từ VR Lesai mình sẽ cập nhật tiếp theo cho tất cả các bạn.